Phú xuống Phú gọi xuống nè, xuống mày xuống nè, ghế gọi rồi trong cái chợ đây hả, ghế xuống nè, hả xuống 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 chạy xuống chứ xuống tao bảo vào bỏ anh sang à, xuống nè. Vô vô này vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Làm gì khác rồi. Đó, các bạn nói tôi thương vợ tôi đó, có như thế đó. Tôi thương vợ tôi, để cho cô ăn chắc rồi. Cả đó, cả đi. Đây, chắc cho cô ăn. Chỉ có nhiêu trời ăn gì. Nãy giờ anh hát để bà nội. Sắc gặn giúp bà ngọt nó đi. Để sắp hàng đi. Cô có gì? Quý Dương à? Ngọc Dương. Ngọc Dương. Không dám mà. Chưa học cái gì? Mình vui lắm, ông bệnh đó, mình vui quá vui. Bệnh đâu rồi đó? Dành đi, em không thích thì em cho ai. Lê vô, vô nhắn gì em cho. Không chịu quay phim. Không dám quay phim. Đúng á. Tao cho. Còn bệnh đâu? Ủa, bệnh, bệnh rồi. Bệnh nút, ngồi đi nút. Ủa. Cái gì đâu mất tiêu chứ vậy? Nào, vô ngồi. Vô ngồi đi. Ha. Giờ không giả. Phú, giờ không giả. Đưa riêng ngoài đi ha. Giờ không giả. Nó cho ai nó cho ha. Các cái mic mà chú Út. Đưa 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, không đưa tiền 500. Thì có cái cô Ngọc Dương thì có thấy anh em làm cực khổ quá đó. Dạ. Thì cũng như cổ bồi dưỡng cho người 500 uống cà phê. Dạ. Cô Ngọc Dương, cô gặp Ngọc Dương hay. Dạ dạ. Thì sáng ông nội bà nội nhí đâu cũng có rồi. Dạ. Với ông Bình rồi anh Tư cũng có. Thì bây giờ dạ. Gửi người 500 thôi ha. Dạ. Đây 2 triệu rồi. Chia ra 4 người đi. Dạ dạ. Dạ. Vậy cũng để đại diện thay mặt thợ để chúc người cô Diêm thế này, cô Ngọc Dương bởi được Mỹ được nhiều sức khỏe và chúc cô làm ăn phát tài. Rồi anh Tăng cũng cảm ơn Ngọc Dương đã ủng hộ cho anh em tiếp phụ làm không người, thì cũng chia cho người 500 7 người. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ha. Chú đổi rồi chú chia cho anh em đi. Dạ để đem thợ con cháu để dùng cái tiệm quà thì là cũng đồ dưỡng cho con em út con cháu được để tiền bồi dưỡng cho uống cà phê thuốc vậy thành thật thôi, cảm ơn. Dạ được rồi. Ê mọi người, em Hiếu đêm hôm nằm bao gặp đâu vậy? Biết không? Em mặn luôn hay gì? Khô khô chứ. Dạ. Mặn khô khô chứ không? Hết rồi. Dạ. Cho mặn luôn. Dạ. Thấy chút gì rồi? Dạo lên. 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 Dạo lên.
bào có không? À, hay vợ thèm cá hay gì mong đi xuống vậy không thấy con dạ mấy con dạ cái gô cái bóng con lương gỗ lên trên rồi để đi chút tao mặn cho mày mặn nữa rồi không cho mặn nữa bắt đầu à nguồn bánh lấy gì vậy kéo gỗ hả kéo riêng mình mong hả dạ đó cho mặn nha tôi cho hai thứ mặn dùm đêm hôm nằm ba ông thấy gì vậy? Không, cái chị quay quá nói vậy em đó. Nói sao? Thèm ăn cá khô khô với cái gì? Khoai nấu canh. Khoai nấu canh hả? Dạ. Khoai ngọt nấu canh ha. Dạ. Mình được không chạy? Vậy mình được không có gì đâu tại thấy công nghiệp em là không làm kêu mày không được đây vợ chết không có mặn vậy sợi sắc xanh đó bữa qua nằm mơ thấy vợ làm sao chị nhà quay thấy hỏi đòi ăn cá hả cá khô khô với trời ơi công nghiệp không phải là đi xì cái hả nói chưa tới 49 ngày của em anh phóng xanh mới đúng á công nghiệp em bán kêu thương quá vậy xịt chút nè. Nó khéo xịt ghê. Ăn đi. Nó không cho mặn. Không không làm được đâu vợ vợ nó hết vậy. Nước nó nhiều dữ vậy. Có gỗ chi mà mần tự nhiên cái tội mần cái gô rồi luôn hả không có gô mần ấy bỏ kệ nó bây giờ lỡ rồi mần cái rồi bỏ sao người gỗ trả hả ơ đâu rồi trả gỗ này đem gô một cái thôi mấy của mình đi trả gỗ cái hả chị ơi tôi tưởng nó mấy con à ai ngờ đâu mà nó đi thiệt con cũng sớm mà con cho nó đi rồi tự nhiên ngủ nằm mơ đến đoàn cá con mấy lần hút kêu con đi ra đi đâu đúng rồi thức nó quậy nhá nó cưng hơn rồi giờ mấy đứa này thấy tội quá trời thấy không nhìn thấy đứt ruột phải không dạ 5 ngàn đi năm ngàn nhiều chứ bộ biết rồi em mua đâu ở đây nha ngoài này có bán hả dạ. Mặt hàng nhiều 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 chị vô nới vô cái khoảng 500 mét mà có hai ba cái không cái bên đường bên mình đi nè có hai ba cái nhà dưới cái sông đó là ngay khúc đó đó
Vậy là có mua hành, mua rau được phải không? Mua rau, mua cải, đồ đó, 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 đầy đủ đó, đồ dãy đó. Phải là mình về mua. Mình có mua thì mình ghé. Ủa cho vợ hả? Chào cô rồi đó. Bố má mẹ còn còn nhỏ lúc vô. Cô hai là cô ba hay là cô ba? Con là cô ba đó. Hả? Con là chị ba đó. Con đó là con là chị ba đó. Con phải ngoan đó. Kiệu cha. Chơi nước mắm nhờ, chơi nước mắm nhờ. Xưa. Khô hay vậy? Dạ. Qua. Hồi tối qua em thấy. Qua. Dạ. Em thấy nó về nó đòi ăn hay là ai nói? Chị Hai Quay nói ra. Hả? Chị Hai Quay nói ra. À chị nhớ liền cái nào cho mình bệnh đó. Đi đây cô Hai bệnh chi trang nè, đi đi. Hai lần. Qua giờ đi con. Cô Hai hồi mình nắng cục. À có cao cao cao. Khô phải có rau luộc luôn nha. Dầm nước mắm cho vợ luôn. Rau luộc cũng phải nhẫn lòng luộc mới được à. Cái này nó ăn hơi như tiền trai em. Dạ. Như tiền trai. 1.000 chứ. 11.000 à? Dạ. Chứ nhiều quá mặn hay không? Để vô miếng nước luôn. Gì? Tặng để vô miếng nước nữa. Rồi đó. Để vô miếng nước kho sắt xuống cũng ghen gì hả? Rồi đưa mẹ cái ca nước cho chị. Kho cho vợ ăn đó mọi người. Đây con lấy cho. Nấu ghê chứ hả? Dạ. Đó. Mình nắp hộp mình để luôn nè. Vô luôn vô nồi hả? Ăn gì vậy? Uống sao? Nghỉ nè, kho đi em. Được rồi. Em đi đi. Được rồi nha. Thơm phải ngọt. Cái này có ngọt, chị để ha. Chị Hai để vô nó ngon. Không có ngọt. Phải ngọt, thịt heo kho mà. Em ăn kho này em để tiếp mỡ vô nữa nhé. Dạ. Để tiếp mỡ vô nữa. Dạ. Có tiếp mỡ đó. Bỏ vô kho khô. Nữa kho khô đi, để chút mẹ kho cho. Rồi mẹ để tiếp mỡ vô. Em muốn tự tay người ta kho cho vợ người ta mà. Làm cho vợ mình. Con cá bóng, con cá rô, cá sạc, cá lóc. Cái đó phải được gần được mới bỏ vô hả? Tí vô thấm cá.
hoài vậy? Cho ba nói nhất hả cả. Cũng hồi bể bụng mày đó, cũng nãy giờ, cũng nãy giờ đó. Cái này đi hồi đó cũng hai cho ra ngoài đi. Qua nãy giờ bụng cũng nhắc rồi đó. Hả? Mấy giờ? Một chiếc hầm lo luôn mình. Cô Niệm hả? Cô Niệm thử không? Mình chín. Có chào làm gì cả. Ba ra ba. Đổ chỗ gà hay gì? Dạ. Cơm cũ rồi nè. Không được, không được. Bữa nào đó cũng mới dở gan, nấu đồ nặng đó, bữa đó cũng được rồi. Mấy tôi mũ đâu trời. Em ngoài bỏ mấy chục gà luôn đi. Thì con thấy ngạo rồi. Cúp gà. Thôi chút đến giờ đang làm quê hoài vậy. Chút nha, mẹ con. Sao? Nó dụ anh không, nó chút nữa. Chút. Chọc em bài á. Cười. Chọc em bài á. Chọc em hoài á. Chọc em hoài á. Dạ để con tắt cho. Tắt cái bơm đi. Chọc em hoài hả? Ôi giời. Tìa xong rồi, nướng xong rồi, cười. Đấy, mỏ đi, cái mỏ kìa, cái mỏ kìa. Cái mỏ nó kìa, cháu chí kìa, cháu chí kìa. Không cháu kìa. Làm xấu á. Làm xấu á, con làm xấu nè. Con làm xấu nè ông bà ơi. Con chị có miệng chọc mỏ em. Em đang ngủ đấy. Dạ. Yeah. Thương em bé à, không thương gì.
thương em bé à? Ừ. Có gì đi đâu. Cưng em bé à? Thương em bé à? Không thương Nhi đâu. Ai buộc cái đầu kỳ vậy? Ai buộc vậy? Ai buộc vậy? Không! Đứa mẹ cô đẹp à? Lấy cái lửa đây! Lửa con này đâu? Cái này đồ đâu? Cái này để đưa vào đâu? Thank you.
Vậy. Đâu không? Gì đó không? Gì đó không? Cái đó khô khô nước. Khô khô. Cần hay không rồi?